Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 6 tháng 1 năm 2022, lễ trao giải và hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp lớn lần thứ 8 đã được tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc. Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức bởi Bắc Kinh Thịnh Ý Thể Thao. Đây là hội nghị thường niên vào cuối năm và các doanh nghiệp thể thao lớn sẽ cùng nhau tụ họp để cùng thảo luận, khám phá các chủ đề mới trong ngành thể thao, đồng thời công nhận những thành tựu trong những năm qua. Trong hạng mục lớn bình chọn về thể thao của năm, Tiêu Chiến đã trở thành người đại diện đại ngôn thể thao ưu tú nhất năm. Có vẻ như trong năm mới, Tiêu Chiến thực sự có rất nhiều tin vui mang đến cho người hâm mộ của mình. Xin được chúc mừng Tiêu Chiến và thương hiệu. Li Ninh cũng rất yêu ái người phát ngôn của mình. Mỗi đoạn TVC được tung ra đều là một câu chuyện động lòng người. Và mới đây, thương hiệu tung ra tiếp phần 2 của phim Tết ngắn trước đó với người phát ngôn Tiêu Chiến. Vẫn là bối cảnh ngày Tết với trang phục màu đỏ ấm áp. Tiêu Chiến khi còn bé chạy quanh chân mẹ vô cùng dễ thương. Khi lớn lên, cậu bé ấy trò chuyện vui vẻ bên ông nội, biểu cảm vẫn y như đứa trẻ dễ thương năm nào. Những thước phim ngắn của thương hiệu cho thấy sự đầu tư chiều sâu vô cùng chi tiết và chu đáo. Phim Tết ngắn này của Tiêu Chiến và thương hiệu mang đến sự ấm áp và cảm giác đoàn viên. Điều quan trọng nhất của việc đón năm mới chính là gia đình đoàn tụ được quây quần vui vẻ bên nhau, cùng nhau sửa soạn đón một năm mới đầy ý nghĩa. Và quả thực Tiêu Chiến thực sự đã có những ngày đầu năm vô cùng bận rộn. Không chỉ quay những TVC ngắn chúc mừng năm mới, mà Tiêu Chiến và thương hiệu Kinh Đông còn có phim ngắn chào Tết. Bộ phim có tiêu đề tạm dịch là Phía Sau Lưng và sẽ ra mắt trên toàn mạng vào ngày 10 tháng 1. Được biết đây là bộ phim có sự tham gia của đạo diễn giả Trương Kha, vai chính có Tiêu Chiến và Triệu Văn Trác. Bản xem trước của bộ phim đã được nhãn hàng tung ra. Sau 8 năm, Kinh Đông lại hợp tác với đạo diễn giả Trương Kha và trình làng bộ phim năm mới Bách của Đông Kinh Điện Khí. Giả Trương Kha là đạo diễn liên quan đến thể loại hành động, thể thao và vũ trụ với người phát ngôn của Kinh Đông Điện Khí Tiêu Chiến và siêu sao Kung Fu Triệu Văn Trác. Kinh Đông cho biết một dàn diễn viên toàn sao mang đến đầy đủ sự mong đợi. Với những thông báo như này đủ để khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Trong đoạn phim xem trước có thể thấy những pha võ thuật vô cùng hấp dẫn. Tiêu Chiến thì xuất hiện trên sân băng cùng với các vận động viên. Liệu đó là câu chuyện có nội dung như thế nào nhỉ? Tôi tin chắc rằng bộ phim này sẽ làm hài lòng người hâm mộ. Tiêu Chiến luôn là một ngôi sao hàng đầu được mọi người vô cùng yêu mến. Và vào năm 2021, Tiêu Chiến đã giành được gần 30 xác nhận. Chỉ riêng video quảng cáo của Đô mới đây cũng đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Như vậy là chưa đầy một tuần từ khi bước sang năm 2022, Tiêu Chiến đã trở thành người phát ngôn của hai thương hiệu mới. Tốc độ của những xác nhận chính thức như vậy nhanh hơn nhiều so với năm 2021. Điều này cho thấy giá trị thương mại của Tiêu Chiến là rất mạnh. Những xác nhận của Tiêu Chiến đến từ nhiều ngành và khiến các fan của anh ấy không thể kiềm chế sự phấn khích. Người hâm mộ cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các chứng thực mới của Tiêu Chiến và chuẩn bị đồng hành cùng idol của mình trong tương lai dài phía trước. Tiêu Chiến hiện còn rất nhiều tin vui và 8790 Channel sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn.